Hãng thông tấn quốc gia IRNA Iran đưa tin, trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian đã rơi sau chuyến thăm tới khu vực biên giới với Azerbaijan. Tới sáng 20 tháng 5, nhiều quốc gia tham gia hỗ trợ tìm kiếm, song vẫn chưa có kết quả. Một quan chức Iran giấu tên nói rằng, Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Amir Abdollahian đang đối mặt với nhiều rủi ro sau vụ trực thăng rơi. Tới trưa ngày 20 tháng 5, một quan chức Iran xác nhận cả Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Abdollahian đã thiệt mạng khi trực thăng của họ rơi tại vùng núi hiểm trở. Tổng thống Ebrahim Raisi cùng các quan chức ngày 19 tháng 5 đã đến tỉnh Đông Azerbaijan ở phía tây bắc Iran, giáp biên giới với Azerbaijan để dự lễ khánh thành đập Qikalasi với sự hiện diện của Tổng thống Azerbaijan. Trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran gặp sự cố do thời tiết xấu trong khu vực rừng rậm, thời tiết khắc nghiệt. Khu vực tìm kiếm rất lạnh, trời mưa và có nhiều sương mù. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và khẩn trương nhất đang được tiến hành dựa theo tín hiệu được cho là từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên tổ bay. Cùng với đó, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử lực lượng tới Iran để giúp tìm kiếm Tổng thống Raisi, trong khi Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ nếu Tehran có nhu cầu. Ông Ebrahim Raisi, 63 tuổi, đắc cử Tổng thống Iran vào năm 2021. Ông bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt năm 2019 với cáo buộc vi phạm nhân quyền, điều mà Iran luôn bác bỏ.